đâu. Còn đây hết rồi. Dạ đúng rồi, nó là hai cái nữa. Rồi thay hết cái gì? Còn mấy cục kia mới thay mà. Không chưa? Ừ. Nó vô thôi. Dạ. Để tôi tha chùi mấy ống dưới luôn. Nó lệch. Sao nó không vô à? Vô chưa bà? Sao người ta có xả cái giò gì nữa? Cho phải cái xích vô chầm xíu. Không vô hả? Vô chưa? Nó uống ra chắc là đâu. Mà người ta có xả cái giò gì nữa không bà? Giò gì? Nè coi nè. Xả cái giò đó ấy, nước đen. Ờ đúng rồi, nước không thôi mình đó bà. Mình ờ không thôi mình uống nước nước thải thôi. Có mấy này không? Mấy này rửa không? Vậy thay rồi thay luôn đi ba ơi. Cái này ba cái mà có 100 mấy rồi, còn rẻ hơn mấy ông kia thay. Rửa không? Dạ thay cái đó luôn đi. Đây cái số 1 luôn. Sao bữa đó thấy ông nó làm có chảy nước không chị ba? Thì cũng có chứ. Sao không chảy đã ống trong đời. Chảy mấy mắt bây giờ không à?